Ồ, xin lỗi mấy Ừ. ông nhiều nha. Hồi nãy á, cái display của tôi là nó bị kiểu giống như là hết khoảng trống ấy, nên là tôi phải xóa video đi. Ấy, xóa xóa video đi. Bây giờ tôi sẽ quay lại. Thì em có thể kể về cái chuyện mà của anh với chị hôm trước là mẹ bị hack nick, mẹ nó bất ngờ cái nào không? Câu chuyện này thì tôi không thể nói lên được lời ba chấm. Nghiêm túc đi kìa. Đâu ông đâu rồi? Ê đu đu đi đâu rồi? Alo. Thằng Ngô Minh Thiệu nó đang nghe mà. Thằng Ngô Minh Thiệu nó đang nghe. Oh. Hello, tôi là Vũ, tôi đã quay lại và lại hại thật xưa. Chăng thật sự. Em có thể kể về cái vụ bị hack nick đó. Riêng riêng anh là không bị hack Ba chấm. nick Bất nhé. ngờ. Chú nghiêm túc đi nào, kể về cái vụ đó thôi, kể kể cái mạch truyện về cái vụ đó thôi để cho mọi người nắm bắt rõ hơn thôi. Mà thật ra câu chuyện này không có chuyện hacker nào trong đó. Em chỉ bây giờ mới phát hiện ra là em bấm nhầm nút là hoàng thái. Nó nghe được là tại vì em quên tắt cái cô dưới đó. What the Mới phát hiện ra được vài giây trước. Ôi, Ê, trong nhưng câu mà chuyện bất lại có thêm một câu chuyện bất ngờ trong đó. câu chuyện gì thế? Câu chuyện ấn nhầm nút. Ok, guys. Có thể Ok, tôi đang khâm phục, khâm phục, khâm phục. Ok. em đang nói anh mà em quên tắt cái tôi luôn. Nói chung thì hôm nay mình cũng tới đây để cũng sorry ông Ngô Minh Thiệu luôn, tại vì ông ấy chỉ đùa mình một tí thôi, nhưng mà cũng như là tem mình với mình hiểu lầm ấy, mà tưởng gây quơ xong là lại có chuyện xảy ra, thế là bây giờ lại sắp câu quơ đấy. Đây là mấy ông đừng có hiểu nhầm đấy nhá, mẹ tôi mệt thật sự. Quay Lê Thanh Sơn ơi, tắt mic rồi hả? Đương nhiên rồi anh, hồi nào nói chuyện thì ông mở thôi. Mà mình đừng vào trong chuyện này, nó biết bay mình rồi, bây giờ mình cứ luân chuyển không. Ê, bà nội xanh tự nhiên làm lộ chi vậy má? Sao nó phát hiện được hay giờ cái cổng Đéo hiểu luôn. Ok, bây giờ tôi mới biết là nó đi và nó vô tình đi ngang qua. Đây là cái kết cho những thanh niên, xui xẻo nhất thế giới. đúng. Mình sai ở đâu chắc cơ nào cũng bị phát hiện. Không hẳn, mà thật sự ấy là bây giờ cũng chẳng còn cái gì để gọi là bảo là mọi người cứ bảo là mình hôm nay sao lạ vậy. Nhưng mà thật ra là có chuyện xảy ra trong tem lục đục nội bộ rồi các kiểu thì mình mới kiểu im lặng vậy đấy anh em ạ. Chứ tự nhiên khi không không có chuyện thì mình lại im lặng vậy đâu. Đó là lý do tại sao mấy hôm nay mình đang tìm cách để tạo tem mới, hoàn toàn mới để hồi sinh lại The Aurora
repair. Đấy là plan của ai thì anh em cũng biết rồi đấy. Cái chữ trên màn hình. Cái chữ trên màn hình đó chính là cái tem mà do Hikura điều hành, và hiện tại là chị ấy đã không còn chơi HEC nữa. Mình khá là buồn về điều này. Cũng tại do World khá là nhiều anh em ạ. World khá là nhiều nên là mình không thể nào mà kiểm được hết được. Nên là bây giờ nói chung là không kiểm soát được hết được đấy anh em ạ. Nên là bây giờ hiện tại nó có cái hậu quả khá là lớn. Ở đây anh em có thể thấy là ở đây là những công trình mình xây, có thể vài ngày nữa nó cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Nhưng mà mình có một phương án khá là hay, đó chính là mình sẽ di dời mây bằng một con đường ngắn nhất định. Chúng ta sẽ xây hầm ở đó. Tất nhiên thì mình sẽ không tiết lộ tọa độ, ít nhất bay cũng phải xa tận 10-10k hoặc là -25k. Xa tận đấy thì mới được. Tại vì nếu mà quá gần thì mọi người cũng sẽ biết rằng là mình xây ở vòng vòng đó mà thôi. Nên là mình phải tìm cách di dời bay. Bây giờ đúng không? Em có một cách. Em có một cách để cho mình được yên ổn. Cố lên anh em. Cách nào? How to bạn? Để em ghi âm cho anh. Em ơi, tắt mic bên cái thằng bên kia đi. Tắt mic bên thanh niên Ngô Minh Thiếu đi. Nó nhắc em kìa. Ok. Ok. Xong rồi em. Tắt mic bên đó chưa? Hello. Ok. Thì ông ấy đi nhắn bên Facebook là rồi. Ok. Alo, Sơn ơi. Sơn ơi. Bro. Hey, đù. Hello bro. Nếu mà anh muốn hòa bình thì anh cắt phương. Đầu tiên là anh phải xin lỗi tất cả mọi người là anh đã làm được rồi đúng không? Cái thứ hai là anh sẽ gọi là không hiện diện trong gọi là không ít gây ra chấn động lại và ít quơ lại thì coi như là mình sẽ được hòa bình được khoảng vài tháng. Hả? Đó là cách thứ nhất. Khoan, nó là cách thứ nhất. Cái cách thứ nhất, cái câu đầu ấy. Ê lộn ấy, cái câu sau ấy. Cái câu sau á là nếu mà anh muốn được hòa bình á thì anh sẽ ít gây ra những cái hiểu lầm là thứ nhất. Và mình... đúng rồi thì tôi không hiểu tại sao tôi làm những cái việc này mọi người hiểu lầm nhiều vãi đái nè. Thực sự thì tôi có làm gì đâu. What the fuck? Ồ, thật sự là không làm gì hết. Hello?
Alo alo em đây em đây. Ok, nếu mà được ý, thì chúng ta sẽ liên minh với Tem G5. Anh sẽ nói chuyện lại với thanh niên Bad Boy, tại vì nó chơi phản thế là không tốt. Chưa mẹ ơi con. Alo, có đó không? Alo. Dạ có, nếu anh muốn anh thay mặt anh xin lỗi team G5 là cái thứ nhất, cái thứ hai á là anh phải gọi là nếu mà muốn liên minh với team G5 á là anh phải kết bạn với CEO bên đó và anh phải làm hòa làm sao cho bên CEO đó không hiểu nhầm anh nữa. Cái thứ hai á, cái thứ ba chứ là anh phải cho team bên đó một số ít kit để gọi là để hàn gắn mối quan hệ lại. Anh làm được không? Nếu mà anh muốn liên minh, anh mà liên minh cái tốt hơn nhất là mình sẽ hợp nhất lại được hai team và cái đó là mình sẽ mạnh hùng mạnh hơn khi có nhiều người trong team lại. Ok. Đầu tiên thì phải nói đến là Ngô Minh Thiệu trước đã. Ông ấy mặc dù là kẻ thù nhưng cũng phải nói rằng khá là mạnh. Đây là tôi công nhận thôi nhé. Đây là trong mắt tôi công nhận thôi nhé. Chứ mấy ông đừng có hiểu lầm mà tôi lại bảo là mẹ ông này mạnh nhất server đồ các kiểu đi kìa. Đéo phải anh em ạ. Ừ đúng rồi. Đéo phải. Thật sự là ông ấy chỉ mạnh một phần nào đó thôi. Đâu phải ai cũng hoàn hảo anh em. Thật sự thì khi mà mặc dù là chưa đấu nhưng mà tôi cảm thấy là hôm trước ông ấy có đấu với tôi một lần. À, nếu mà bên team G5 không chấp nhận hợp nhất á thì mình hai team mình sẽ liên minh thôi. Ok. Khoan từ 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 từ, có thanh niên đang nhắn. Ok. Alo, Sơn ơi. Alo. Em còn một lời gì để muốn gửi gửi đến mọi người không? Em còn lời gì gửi đến mọi người không? Em còn một lời duy nhất là anh Nguyên Phạm, anh chỉ là trong con người thì tất cả đều sẽ có một cái lỗi, là một cái lỗi rất là lớn mà mình cố làm kiểu nào người ta cũng sẽ không hiểu được mình. Nhưng mà anh Nguyên Phạm anh đã cố gắng hết sức để gỡ bỏ cái hiểu lầm đó và để cho mọi người không còn thắc mắc nữa. Vậy thì mình mong là tất cả các bạn nên tha lỗi cho anh ấy. Ok guys, khoan nha. Khoan em nhiều nha. Ok Ok. Hợp tác lâu dài nha em. dạ ok Ok. Ok, video đến đây cũng đã dài rồi. Thì hôm nay mình chỉ nói đến việc này thôi. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like, share và subscribe cho mình. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Nhớ ủng hộ cho mình. Cái gì quên rồi nhỉ? Tôm mì gói. Ok. Nhớ ủng hộ cho mình nhé. Goodbye.